Ngày xưa mình học với một thằng bạn mà nó học ngu, thì đến sau 30 năm gặp lại, các bạn vẫn bị một cái định kiến trong đầu là thằng này nó ngu. Nhưng bản chất nó chỉ ngu việc học chứ nó không ngu việc đời. Nhưng mà vì nó ngu một việc học thôi, nhưng mình kết luận là nó ngu tổng thể. Cái thứ hai nữa là ngay kể cả ngày xưa nó ngu tổng thể, nhưng cùng với thời gian nó nỗ lực nó học, thì ngày hôm nay nó đã thông minh rồi, nó không còn ngu như ngày xưa nữa. Nhưng mà mình vẫn mang cái chấp kiến của ngày xưa và kết luận là nó ngu. Hay là một thằng chồng ngày xưa nó tệ, nhưng sau khi nó được học hỏi, nó được nghe đạo Phật chẳng hạn, thì ngày hôm nay nó đã tử tế rồi, chứ nó không phải là tệ như ngày hôm qua. Nhưng trong đầu của một người phụ nữ thì vẫn cứ định kiến dù sao thằng này cũng không tử tế được. Thế thành ra những chấp kiến ấy làm cho cuộc đời của chúng ta đau khổ. Vì vậy Đức Phật mới dạy là đừng vọng, đừng truy tìm quá khứ, bởi vì tất cả những thứ của ngày hôm qua nó không còn đúng cho đến ngày hôm nay nữa. Nhưng con người cứ mang cái ngày của cái thứ của ngày hôm qua để chúng ta gì ạ? Mang ra để định kiến của ngày hôm nay. Thầy từng nói mỗi ngày sống lấy vô thường làm bạn. Thầy có thể nói sâu hơn về luận điểm này không ạ? Chúc thầy và mọi người buổi tối an lạc ạ. Vâng, trước hết thì khi mà Ngọc Dũng đặt câu hỏi về vô thường, thì thầy nói về vô thường là như thế này. Đối với vô thường, đối với con người là sinh lão bệnh tử, đối với vật chất là thành trụ hoại không, vạn sự sinh ra là do đủ duyên, và vạn sự mất đi thì là do thiếu duyên. Tôi lấy ví dụ, mình thành công một cái việc, ví dụ như học giỏi chẳng hạn, thì đảm bảo phải có đủ ba cái duyên. Một là mình phải là người thông minh, thông minh rồi vẫn chưa học giỏi được. Hai là mình phải có khát vọng để học giỏi. Và ba là mình phải gì ạ? Còn gặp phải cô giáo giỏi nữa. Thì ba cái đấy cộng lại thì người ta gọi là đủ duyên. Và nếu thiếu đi một trong thứ đấy thì cái học giỏi nó cũng biến mất. Thì bản chất của vô thường chính là một cái quy luật mà nó là hình thành rồi nó lại mất đi. Nó có rồi nó lại mất. Nhưng mất cái này thì lại sinh ra cái khác, sinh ra rồi nó lại mất đi. Vì vậy bản chất là nó như một cái quy luật luân hồi vậy. Vậy thì vô thường nó chính là một cái quy luật vận hành của mọi thứ, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Và đó là một quy luật thì không ai chống lại quy luật. Vì vậy thường chính là quy luật, vô là không chống được quy luật, thì người ta gọi là quy luật vô thường. Giờ ta sẽ làm sâu hơn về quy luật vô thường. Vậy thì trong con người chúng ta là có cái thân vô thường. Trong con người chúng ta có 3 phần là thân, tâm và tuệ. Vậy trong con người chúng ta có cái phần thứ nhất là thân vô thường. Và thân vô thường có nghĩa là mình phải tuân thủ cái quy luật là sinh lão bệnh tử. Vậy nếu vào một mai ai đó bảo thầy ơi sao bây giờ thầy già hơn năm ngoái nhiều thế, thì mình cũng không lấy gì làm buồn, bởi vì đó là quy luật. Năm tháng trôi qua mà mình không già nó mới là lạ, chứ còn già là bình thường. Vậy nếu cô gái nào mà bị ai bảo là em sao năm nay có nếp nhăn rồi, thế mà về khóc vì buồn thì hôm sau sẽ có 2 nếp nhăn. Vậy tóm lại là về mặt thân chúng ta là chúng ta sinh ra là phải già đi, đó là chuyện đương nhiên. Sinh ra đến một độ tuổi nào đó mình chết đi cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy nếu không may ngoài 60 tuổi mà cũng có đi thì chúng ta chấp nhận đi lúc nào cũng được, vì nó nằm trong quy luật. Chỉ có điều trước khi đi phải dối lại với con cháu xem vàng đang chôn ở đâu mà thôi. Đấy, đấy là quy luật đầu tiên là quy luật vô thường về phần thân. Quy luật thứ hai là quy luật vô thường về phần tuệ. Vậy tuệ của tôi ngày hôm nay nó sẽ khác tuệ của tôi ngày hôm qua, nó cũng khác tuệ của tôi ngày hôm kia. Vậy tuệ của chúng ta là ngày hôm nay chúng ta gặp nhau thì thấy một người có trí tuệ như thế này, thì chưa chắc ngày mai tuệ của họ đã như ngày hôm nay. Nhưng mà vì con người bị mắc phải một cái thứ người ta gọi là bị
bị chấp và bị mắc, bị dính phải cái câu chuyện là cái gì mình gặp ngày hôm qua thì mặc nhiên mình định nghĩa nó là của ngày hôm nay. Mà rõ ràng ngày hôm nay và ngày hôm qua là khác nhau. Tôi lấy ví dụ cụ thể, ngày xưa mình học với một thằng bạn mà nó học ngu, thì đến sau 30 năm gặp lại, các bạn vẫn bị một cái định kiến trong đầu là thằng này nó ngu. Nhưng bản chất nó chỉ ngu việc học chứ nó không ngu việc đời. Nhưng mà vì nó ngu một việc học thôi, nhưng mình kết luận là nó ngu tổng thể. Cái thứ hai nữa là ngay kể cả ngày xưa nó ngu tổng thể, nhưng cùng với thời gian nó nỗ lực nó học thì ngày hôm nay nó đã thông minh rồi, nó không còn ngu như ngày xưa nữa. Nhưng mà mình vẫn mang cái chấp kiến của ngày xưa và kết luận là nó ngu. Hay là một thằng chồng ngày xưa nó tệ, nhưng sau khi nó được học hỏi, nó được nghe đạo Phật chẳng hạn, thì ngày hôm nay nó đã tử tế rồi, chứ nó không phải là tệ như ngày hôm qua. Nhưng trong đầu của một người phụ nữ thì vẫn cứ định kiến dù sao thằng này cũng không tử tế được. Thế thành ra những chấp kiến ấy làm cho cuộc đời của chúng ta đau khổ. Vì vậy Đức Phật mới dạy là đừng vọng, đừng truy tìm quá khứ, bởi vì tất cả những thứ của ngày hôm qua nó không còn đúng cho đến ngày hôm nay nữa. Nhưng con người cứ mang cái ngày của cái thứ của ngày hôm qua để chúng ta gì ạ? Mang ra để định kiến của ngày hôm nay. Thế thì cái đó là cái sự vô thường của phần tuệ hay sự vô thường của phần tâm. Là ngày hôm qua nó có thể là một người tham sân si, nhưng ngày hôm nay có thể nó bỏ được tham sân si và nó chuyển sang giai đoạn mạn mất rồi, tức là chuyển sang tinh tướng rồi. Nhưng có khi trong đầu mình vẫn nghĩ là thằng này nó còn tham như ngày xưa. Vậy thì bản chất mọi thứ trong con người mình là thân, tâm và tuệ, nó đều vô thường. Mà muốn mà chúng ta, khi chúng ta hiểu quán được vô thường như vậy, thì có nghĩa là ngày hôm nay của mình nó là ngày hôm nay, chứ nó không thể là ngày hôm qua được. Cái bạn mà hôm qua mình gặp nó khác với cái bạn ngày hôm nay, kể cả về thân tâm tuệ. Cho nên Đức Phật mới bảo là đừng truy tìm quá khứ. Và từ cái việc mà con người ta do dính mắc phải, không hiểu quy luật vô thường và dính mắc phải cái việc quan niệm là nó của ngày hôm qua và ngày hôm nay như nhau, thành ra cách đối xử của mình nó bị định kiến. Vậy từ đây mới suy ra ứng dụng quy luật vô thường vào đời sống là bạn hãy sống chính trong hiện tại mà thôi. Vì vậy là chúng ta thấy một cái người mà trước đây họ không tốt thì mình đừng mang cái định kiến đấy ra để đối xử với họ, mà chúng ta hãy quan sát họ của ngày hôm nay. Nếu họ của ngày hôm nay đã thay đổi nó tốt thì chúng ta phải hiểu đó là một điều hạnh phúc, vì mừng cho họ. Chứ đừng mang cái định kiến của họ ngày xưa mà nói ra. Và thường là người nào nghiệp nặng thì người đó hay bị dính mắc định kiến nhiều hơn. Cho nên sống trong cuộc đời này cũng vậy. Thường là những người mà bị định kiến nhiều nhất lại có nhiều kinh nghiệm sống. Và chính kinh nghiệm sống nếu biết sử dụng nó thì là một cái kiến thức để tham khảo. Nhưng nếu không biết sử dụng nó mà biến thành định kiến thì đó chính là địa ngục và giết chết cái sự phát triển của bản thân ta. Cho nên là nếu mà cái kinh nghiệm mà chúng ta coi là định kiến thì trong đạo Phật gọi là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ. Còn nếu mà kinh nghiệm biến nó thành một bài học để chúng ta gì ạ? Áp dụng vào đời sống trong hiện tại thì điều đó rất là tuyệt vời, và người ta gọi là trí tuệ. Cho nên trong đạo Phật rất là khó học, nó là một cái hàm lượng rất mong manh. Nếu bạn chấp vào định kiến thì bạn lại bị là trở thành mắc cái căn bệnh kiến thủ kiến. Nhưng nếu bạn bỏ cái định kiến trong quá khứ và không lấy được điều tốt đẹp trong quá khứ ra để tham chiếu thì bạn lại vứt đi những cái thứ mà trải nghiệm của cuộc sống, cho nên nó rất mong manh. Và cái này thường không nói thành lời. Chính vì vậy trong đạo Phật mới gọi là gì ạ? Nó tùy duyên, tầng bậc ở đâu thì chúng ta hiểu ở đó. Cho nên cũng nói một câu, trong đạo Phật thì người này bảo đúng, người kia bảo sai, nhưng căn cơ ở đâu thì hiểu ở đó. Nhưng mà dù sao thì mọi thứ chúng ta cũng phải mất thời gian để chúng ta sửa dần. Vì vậy là chia sẻ với bạn rằng là hãy áp dụng quy luật vô thường trong đời sống. Một, gặp một người của ngày hôm nay đừng mang định kiến của họ của ngày hôm qua. Gặp những cái kinh nghiệm của mình trong ngày hôm qua thì áp dụng trong ngày hôm nay chưa chắc đã đúng, vì vậy chúng ta phải điều chỉnh. Con người của chúng ta trong ngày hôm qua sống trong xã hội
thì có thể là đúng. Nhưng đến ngày hôm nay xã hội nó đã thay đổi rất nhiều, thì việc mình phải tùy thuận để thích nghi là mình phải thay đổi theo. Vì vậy đời thay đổi khi ta thay đổi, vì quy luật vô thường nó vẫn phải chạy và ta phải thích ứng với quy luật mà thôi. Vì vậy chúc bạn áp dụng được quy luật vô thường vào đời sống để giúp cho mình có được thân tâm an lạc. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.